làm gì làm nè, chắc ông quay hình tới sáng luôn, tôi không sai. Chứ mình đã đi cũng là lớn, con nghĩ là cũng là gì làm. Lúc nãy em nói chuyện với anh rất là nhỏ nhẹ luôn, anh nói bây giờ anh đụng nó. Sao giờ vô sao giờ sao nói đi. Giờ vô đây đứng đi. Sao nói đi. Để có quan tài vô trước rồi. Sao? Sao? Bắt được bảo vệ tôi. Anh ỉ vô là hả? Có bị xảy ra người ta sợ hả? Tao đứng đây đụng. Mình không cái có anh em đi, mình không biết mà. Nghĩ là nghệ sĩ là sợ người ta quay hình hả? Nghệ sĩ có làm không sai đâu mà sợ. Nãy giờ em không hề quay nha, lúc ảnh okay, làm khó quá em mới tới. Ở đây sai thì có pháp luật giải quyết. Đó, Trường Giang say xỉn đụng xe mình nát đít luôn giờ, đó, giờ bảo là không có không đụng. Dạ, em ở đây. Giờ đây là có tài giải quyết anh rồi. Dạ rồi. Chuyện của em không giải quyết. Mà đồng chí rồi chứ biết. Giờ anh muốn sao? Giờ anh muốn giải quyết công an đúng không? Giờ điện công an, rồi công an. Lúc nãy em đã có nói, anh em mình vui vẻ nhau cho thoải mái rồi. Không mà vui đi. Vẻ, thì bây giờ sai trái đâu chứ mà vui vẻ. Thì sai anh, trái. Anh đang muốn cắt dựng cái clip anh đó hả? Để cho anh biết là Trường Giang như vậy đúng không? Anh say xỉn rồi, em không có nói giải thích với anh nữa, không có không, nói nhiều. Cái say xỉn hay không á là công an giải quyết chứ anh cũng không biết. Nó không đem đâu nói gì đâu. Em nói bây giờ ảnh say xỉn anh nói chuyện như vậy thì anh thôi. Sai là ai sai rồi, thì tự đòi anh đồng chí phải giải quyết chưa? Phải mời các anh đồng chí giải quyết. Anh đang quay đi cắt dựng ta biết rõ ràng. Không hề, em đừng anh đừng có suy nghĩ nói cái kiểu mà quay người dựng. Anh ơi, giải quyết luôn anh ơi, giải quyết luôn. Vậy hả? Anh nói là anh sai á. Rồi công an nói sao, công an nói sao? Thôi anh không đang nữa, anh không quay người ta nữa, anh mất lịch sự quá. Không sao, để anh quay đi. Anh chưa quay đâu chứ. Sao?